Ở chung trọ, đôi bạn trẻ tranh cãi vì không biết chia tiền thế nào cho hợp lý. Cơm áo gạo tiền mỗi khi nhắc đến quả là khiến người ta có chút nhức đầu. Không những thế, nó còn có thể khiến tình cảm con người phai nhạt, dẫn đến xích mích. Vừa mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao với nhau vì một bài viết về việc hai cô gái xích mích với nhau vì ở chung trọ, nhưng lại không biết chia tiền điện như thế nào. Cụ thể, người viết bài kể lại, một người thì đi làm hùng hục cả tháng được đồng lương 3 cọc 3 đồng, chỉ với 5 triệu đồng một tháng. Người kia thì làm ngành hàng không, ý là ăn hàng và ở không, suốt ngày chỉ ở nhà, bật điều hòa, bật quạt đắp chăn 24/7. Kết quả là tiền điện có tháng lên đến hơn 2 triệu đồng. Từ khi có thêm mày, tháng nào cũng hết 2 triệu đồng tiền điện, có khi hơn cả 2 triệu cơ. Ngày xưa chưa mày, tao chỉ hết 300.000 đồng thôi. Tháng trước tao đã trả cho mày 1 triệu rồi, tháng này tao trả 300, xem được thì được, không thì thôi nhé. Bật điều hòa lại còn bật quạt đắp chăn, không thấy lãng phí à? Bạn này bức xúc nói. Bạn nữ kia thì cho rằng đã ở chung với nhau rồi thì không nên quá chia ly như thế, mà đã thỏa thuận từ đầu là cái gì cũng chia đôi, thì giờ cứ thế đi. Hiện sự việc đang cực kỳ gây tranh cãi. Nó thuộc về ý thức của con người. Tôi nói vậy, chắc bạn hiểu ý tôi. Tôi ví dụ đơn giản, trong bữa cơm gia đình thôi, đã có mấy loại nước chấm rồi, thì ông bà nghĩ ở chung với người ngoài chắc bền. Sống mà mỗi người một cách thế này, khó sống giả mang ý. Ở riêng cho chắc ăn, không đủ chi phí thì kiếm bạn khác ở cùng. Còn các bạn nghĩ sao về trường hợp như thế này? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.